Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Roboam đi đến Sichem vì cả Israel đều đã tới Sichem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam con trai Nebat hay điều đó thì còn ở Egypto, là nơi người đã trốn để thoát khỏi mặt Salomon. Người bèn từ Egypto trở về. Người ta sai kẻ đi gọi người về. Đoạn Jeroboam và cả Israel đều đến tâu với Roboam rằng: thân phụ vua đã gán ách nặng cho chúng tôi. Vậy bây giờ hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc này và cái ách nặng nề mà thân phụ vua đã gán trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự vua. Người đáp với chúng rằng: khỏi 3 ngày, các ngươi hãy trở lại cùng ta. Dân sự bèn lui về. Vua Roboam bàn nghị cùng các trưởng lão đã chầu trước mặt Salomon cha người trong lúc Salomon còn sống mà rằng: các ngươi bàn luận cho ta phải trả lời với dân sự này làm sao. Các trưởng lão thưa lại với vua rằng: nếu vua đãi dân sự này tử tế, ăn ở vui lòng cùng chúng nó và lấy lời hiền lành nói với chúng nó, ắt chúng nó sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Song Roboam chẳng theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bèn hội nghị với các người trai trẻ đã đồng sinh trưởng với mình và chầu trước mặt mình mà rằng: dân sự này đã tâu với ta rằng: hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao? Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người thưa rằng: dân sự đã thưa với vua rằng: thân phụ vua khiến cho ách chúng tôi nặng nề, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy: ngón tay út ta lớn hơn lưng của cha ta. Vậy bây giờ cha ta đã gán một cái ách nặng trên các ngươi, ách ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta đã sửa phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Ngày thứ 3, Jeroboam và cả dân sự đều đến cùng Roboam y như vua đã biểu rằng: hãy trở lại cùng ta trong ngày thứ 3. Vua Roboam đáp với dân sự cách sẵn sớm, bỏ mưu của các trưởng lão đã bàn, theo lời bàn của những kẻ trai trẻ và đáp cùng chúng rằng: cha ta khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Như vậy, vua không nghe lời dân sự. Vì ấy là bởi Đức Chúa Trời dẫn đến, hầu cho Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời của Ngài đã nhờ A-hi-gia, người Si-lô, mà phán cùng Jeroboam, con trai của Nê-bác. Khi cả Israel thấy vua không nghe lời họ, bèn đáp cùng người mà rằng: chúng ta có phần gì với David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp gì với con trai Isai. Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình đi. Ở David, từ dài khá coi chừng nhà của ngươi. Cả Israel bèn trở về trại mình. Nhưng còn dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị trên chúng. Bây giờ vua Roboam sai Hadoram là người cai quản việc công thuế đến cùng dân Israel. Song dân Israel ném đá người thì người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy, Israel phản nghịch cùng nhà David cho đến ngày nay. Chương 11. Roboam trở về thành Jerusalem, bèn nhóm nhà Juda và nhà Benjamin được 18 vạn chiến sĩ kén chọn, toan đánh giặc với Israel để đem nước về Roboam lại. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Shemaiah người của Đức Chúa Trời rằng: hãy nói với Roboam con trai của Salomon vua Juda và với cả Israel trong Juda cùng Benjamin mà rằng:
Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi chớ đi lên chinh chiến với anh em mình. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì việc này tại ta mà xảy đến. Chúng nghe theo lời của Đức Giê-hô-va và trở về, không đi đánh Giê-rô-bô-am. Rô-bô-am ở tại Giê-ru-sa-lem xây các thành trong đất Giu-đa làm nên đồn lũy. Người xây Bethlehem, Ê-tam, Thê-cô-a, Bết-su-rơ, Sô-cô, Adulam, Gác, Ma-rê-sa, Síp, Adoraim, La-ki, A-sê-ca, Sô-rê-a, A-ya-lôn và Hê-prôn là những thành bền vững ở trong đất Giu-đa và đất Bên-gia-min. Người làm cho các đồn lũy ấy vững chắc, đặt những quan tướng ở đó chứa lương thực, dầu và rượu. Còn trong mỗi thành, người sắm khiên và giáo, làm cho các thành ấy rất bền vững. Đất Giu-đa và đất Bên-gia-min đều thuộc về người. Những thầy tế lễ và người Lê-vi trong khắp xứ Israel đều từ các miền họ ở đến cùng Rô-bô-am, vì các người Lê-vi lìa bỏ địa hạt các thành mình và sản nghiệp mình mà đến đất Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem, bởi Giê-rô-bô-am và các con trai người đuổi họ đi, không cho làm chức thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa. Giê-rô-bô-am bèn lập những thầy tế lễ cho các nơi cao, cho các hình tượng dê đực và bò con mà người đã làm. Lại trong các chi phái Israel, phàm ai rắp lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì đều theo những thầy tế lễ và người Lê-vi mà đến Giê-ru-sa-lem đặng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Trong 3 năm, chúng làm cho nước Giu-đa vững chắc, giúp đỡ Rô-bô-am, con trai của Sa-lô-môn trở nên cường thạnh, vì trong 3 năm ấy, chúng đi theo con đường của Đa-vít và Sa-lô-môn. Rô-bô-am lấy Ma-ha-lát, con gái của Giê-ri-mốt, cháu của Đa-vít làm vợ, lại cưới A-bi-hai, con gái Ê-li-áp, cháu của Y-sai. Nàng sanh cho người những con trai là Giê-úc, Sê-ma-ri-a và Sa-ham. Sau nàng, người lại cưới Ma-a-ca, con gái Áp-sa-lôm. Nàng sanh cho người A-bi-ya, Ác-thai, Si-sa và Sê-lô-mít. Vả, Rô-bô-am yêu mến Ma-a-ca, con gái Áp-sa-lôm hơn các hậu phi khác, vì người có lấy 18 hoàng hậu và 60 cung phi, sinh ra 28 con trai và 60 con gái. Rô-bô-am lập A-bi-ya, con trai Ma-a-ca làm trưởng, làm thái tử giữa anh em mình, vì người toan lập con ấy làm vua. Rô-bô-am cư xử cách khôn ngoan, phân tản các con mình đi ở khắp trong cõi Giu-đa và Bên-gia-min, nơi các thành bền vững, cấp cho chúng lương thực dư dật và cưới nhiều vợ cho. Chương 12. Xảy khi nước của Rô-bô-am vừa được lập vững bền và người được cường thạnh, thì người và cả Israel liền bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va, vì chúng có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nên xảy ra trong năm thứ 5 đời vua Rô-bô-am, Si-sắc vua Ê-díp-tô kéo lên hãm đánh Giê-ru-sa-lem, có dẫn theo 1.200 cỗ xe và 60.000 lính kỵ, lại có dân Li-bi, dân Su-ri và dân Ê-thi-ô-bi từ Ê-díp-tô kéo lên với người, số không thể đếm đặng. Si-sắc bèn chiếm lấy các thành bền vững thuộc về Giu-đa, rồi đến tận Giê-ru-sa-lem. Tiên tri Sê-ma-gia đến cùng Rô-bô-am và các kẻ làm đầu Giu-đa đang nhóm tại Giê-ru-sa-lem để trốn khỏi Si-sắc mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi đã bỏ ta, nên ta cũng đã bỏ các ngươi vào tay Si-sắc. Bây giờ các kẻ làm đầu của Israel và vua đều hạ mình xuống mà nói rằng: Đức Giê-hô-va là công bình. Khi Đức Giê-hô-va thấy chúng hạ mình xuống, thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sê-ma-gia rằng: Chúng nó đã hạ mình xuống, ta sẽ không hủy diệt chúng nó, song sẽ giải cứu chúng một chút, và cơn giận ta sẽ chẳng cậy tay Si-sắc mà đổ ra trên Giê-ru-sa-lem, song chúng nó sẽ bị phục dịch hắn, hầu cho biết phục sự ta và phục dịch nước khác là có phân biệt thế nào. Si-sắc vua Ê-díp-tô kéo lên hãm đánh Giê-ru-sa-lem, đoạt lấy các bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và cung vua,
người đoạt lấy hết thảy, cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn làm những khiên bằng đồng thế cho và giao nơi tay các quan chánh thị vệ canh giữ cửa của cung điện vua. Hễ khi nào vua vào trong đền của Đức Giê-hô-va thì các quan thị vệ cầm khiên đến, đoạn đem nó lại vào phòng của quan thị vệ. Khi vua hạ mình xuống, cơn giận của Đức Giê-hô-va lánh khỏi người, không diệt hết thảy, và lại trong Giu-đa còn có sự lành. Ấy vậy, vua Roboam làm cho mình ra bền vững trong Giê-ru-sa-lem và trị vì. Và khi Roboam lên ngôi, tuổi đã 41, người cai trị 17 năm tại Giê-ru-sa-lem, tức là thành mà Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài tại đó. Còn mẹ người tên là Na-ama, người đàn bà Ammon. Roboam làm điều ác vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Các công việc của Roboam từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách truyện của Sê-ma-gia, đấng tiên tri, trong sách Y-đô, đấng tiên kiến luận về gia phổ. Roboam và Giê-rô-bô-am hằng đánh giặc với nhau luôn luôn. Roboam an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành David. Abia, con trai người, cai trị thế cho người. Thi Thiên 142. Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi. Trên con đường tôi đi, chúng nó gài kín một cái bẫy. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi chẳng có ai nhận biết tôi. Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình, chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài mà rằng, Ngài là nơi nương náu của tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, vì tôi bị khốn khổ vô cùng. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi, bởi vì Chúa làm ơn cho tôi. Chương 16. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến cùng Đức Chúa Giê-su có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến thì các ngươi nói rằng sẽ tốt trời vì trời đỏ. Còn sớm mai thì các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có cơn giông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư? Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo, Đức Chúa Giê-su phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng, đây là vì chúng ta không đem bánh theo. Đức Chúa Giê-su biết điều đó thì phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? Lại há không nhớ 7 cái bánh cho 4.000 người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Bây giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Khi Đức Chúa Giê-su đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-su phán cùng người rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu,
bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Từ đó, Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo và phải bị giết. Đến ngày thứ ba, phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng, ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài. Chương 17. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm. Ví bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng 3 trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó và có tiếng từ trong mây phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Xong Đức Chúa Giê-xu lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng, hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ ở trên núi xuống thì Ngài ra lệnh cấm rằng, sự các người đã thấy chớ thuật lại cùng ai cho đến khi con người từ kẻ chết sống lại. Môn đồ hỏi Ngài rằng, vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật, Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng, Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình. Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy. Môn đồ bèn hiểu rằng, Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít. Khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giê-xu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi riêng rằng,
vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng, ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng, con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm. Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng, thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng, có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà thì Đức Chúa Giê-xu hỏi đón trước rằng, hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng, người ngoài. Ngài phán rằng, vậy thì các con trai được miễn thuế. Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với người. Chương 18. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cuột tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thế ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại, nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Chúa,
nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.